Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn và các nhà đầu tư về VN-Index. Hôm nay là một ngày tăng rất mạnh của chỉ số VN-Index. Một cây nến là rút ra, một cây nến là tăng cao nhất trong ngày. Trong những 5 đến 6 phiên gần đây thì VN-Index dao động khá lớn, một phiên tăng, một phiên giảm, tạo thành một cái chỉ trong một cái hộp mà dao động trong một cái hộp dao động trong một cái hộp là khoảng giá dao động từ giá thấp nhất là 1.228 điểm, và hôm nay là ngày đã đóng cửa cao nhất phiên nha, phiên với giá là 1.260 điểm. Thế đây là một phiên phiên tăng điểm khá tích cực của VN. Thì ta sẽ nhìn sơ lại là VN về đồ thị tuần, thì VN đã vượt vượt cây khỏi đỉnh ngàn hai, và khi chạm đỉnh ngàn hai thì tích lũy trong vòng khoảng hơn 3 tháng, là khoảng 10 hơn 3 tháng, 2 đến 3 tháng. Thì bây giờ mà một có một cây nến tuần đã vượt ngàn hai, và bây giờ thì tiến lên 1.260. Thì theo đồ thị ngày á, thì VN đã có vùng tích lũy khá lâu, từ là khoảng 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 hơn 2 tháng, và khi break khỏi cái đỉnh này thì sẽ và tăng lên và tích lũy lại. Và sau phiên ngày mai, nếu thị trường sẽ bước vượt cái vùng tích lũy của hộp này thì thị trường sẽ tăng ra, có xu hướng tăng lên, và thị trường cũng khó mà có thể giảm được, thì khi mà đã tích lũy rất là tốt ở vùng này, ở vùng 1.200, và khi đã tăng một nhịp nhẹ thị trường khó có thể mà điều chỉnh sâu được. Vì khi các big boy, các nhà tổ chức đã gom gom cổ phiếu ở đây thì họ phải đánh lên để người ta phân phối. Nếu mà đánh lên ngắn quá thì không chưa thể lượng hàng chưa thể phân phối được. Và những phiên phiên này thì về về cái thanh khoản thì cao hơn so với những phiên trước, là do sàn hàng đã được thông và giao dịch cả buổi sáng và buổi chiều, còn những giai đoạn trước thì chỉ giao dịch trong buổi sáng, thì cái thanh khoản có thể nó không chính xác trong quá trình giao dịch. Thì sau đây tôi xin chia sẻ một số cổ phiếu về cái cách để mua cổ phiếu mà có rủi ro thấp nhất, dùng phương pháp VGA. Đây mình nhìn lại về một cổ phiếu HPG. Hôm ngày ngày 4 tháng 4 tôi đã chia sẻ về có một cái video chia sẻ về ngày 4 tháng 4 có một video chia sẻ về các một số cổ phiếu mà chúng ta có thể xem mua. Một số cổ phiếu mà ngày 4 tháng 4 là có cổ phiếu BSG, cổ phiếu FPT, Thế giới di động, cổ phiếu Techcombank, STB và VBank. Thì hôm ngày 5 tháng 4 là ở cổ phiếu HPG là nguyên ngày 5. Đây. Đây là điểm mua của cổ phiếu Hợp Phát. Khi mà đã cổ phiếu đã bứt phá được cái xoay quay trong cái hộp này không khá lâu, tích lũy khá đẹp trong vùng này. Khi cổ phiếu đã bứt phá thì đây chính là điểm mua. Đây chính là điểm mua. Và tôi đã mua vào điểm mua ngày 3 ngày
ngày 1 tháng 4 và đến giờ giữ cổ phiếu đến bây giờ thì cổ phiếu đã tăng đã khoảng hơn 20%, hơn 20% cho để chỉnh lại hơn 20%. Trong giai đoạn này các bạn nên giữ các cổ phiếu trong thời gian dài một chút, tại thị trường sẽ quay và có thể là tăng giảm luân phiên, thì nếu mình có thể bán ra thì khó có thể mua lại những cổ phiếu. Thì bây giờ theo cái độ đây thì nếu mà từ điểm mua đến điểm đến hiện tại thì bây giờ thì đã là cổ phiếu đã đi xem đạt bao nhiêu phần trăm ha. Đây cổ phiếu đã đạt 21%, 21,4%. Nếu mà mình mua nắm giữ từ ngày ngày 1 tháng 4 đến bây giờ là ngày 19 tháng 4, khoảng 20 ngày, khoảng 20 ngày, khoảng gần hai gần gần 3 tuần thì cổ phiếu có được lợi nhuận 20%, quá tốt cho cổ phiếu Hòa Phát. Tại sao là chúng ta lại phải chọn cổ phiếu Hòa Phát? Thì thứ nhất là để chọn một cổ phiếu tốt thì tức mà để một phòng phiếu để mà mua để có hiệu quả trong đầu tư thì cho nên thứ nhất là phải chọn doanh nghiệp tốt. Có phải cổ phiếu Hòa Phát thì đúng là một cổ phiếu mà doanh nghiệp tốt, từ sản phẩm mới, công nghệ mới, nhà máy và ban lãnh đạo cũng là tất cả là đều rất là tốt, tốt trong các vấn đề ban lãnh đạo cũng là ban lãnh đạo tốt, và tham trong giá thép sẽ tăng trong thời gian rất là dài, và bây giờ là giá thép rất là tăng giá liên tục. Thì chính vì vậy cho nên cổ phiếu tăng Hòa Phát là cổ phiếu tăng trưởng đó, cổ phiếu tăng trưởng và kết hợp cả về yếu tố con người, yếu tố về sản phẩm, về nhà máy, về những cái mở rộng cả về sự sản xuất đó. Thì đây chính là cổ phiếu mà chúng ta đáng quan tâm và đầu tư. Thì về hiệu phát phát thì sắp tới nay mai thì cổ phiếu vẫn còn tăng nữa, nhưng mà đây là những cái điểm đã là vào giai đoạn chảy nước rút, giá tăng mạnh và khối lượng tăng mạnh, thì giai đoạn này chúng ta tuyệt đối không mua cổ phiếu nữa và chờ ai có cổ phiếu thì mình chờ chờ và bán dần ra khi mà có những nhịp nhặt nhịp tăng mạnh và chảy nước rút, ta có thể bán dần 20% mà đến 40%, và khi cổ phiếu tăng mạnh đến 1-2 phiên tới, và tuyệt đối nhưng không nên mua trong giai đoạn này. Đây chính là điểm mua duy nhất, điểm mua duy nhất có thể mà vào đây là điểm mua, có thể là điểm mua gia tăng tại điểm mua ngày ngày 13 tháng 4 cũng là điểm mua gia tăng. Đây là hai điểm mua, đi mua một và điểm mua hai, và ngoài ra là hiện giờ không còn đi mua cho Hòa Phát nữa. Ta đi mua, tại sao đi mua là đi mua rất an toàn vậy, tại vì dưới đây là một cái nền tích lũy rất là dài, rất là trong vòng 2 đến 3 tuần cổ phiếu Hòa Phát tích lũy rất là tốt và tiết siết chặt vốn, vốn cạn kiệt về volume sẽ cạn cạn kiệt. Đây các bạn xem, đây volume tích lũy, trong thời gian tích lũy volume cạn, đây là yếu tố rất là tốt. Volume cạn nghĩa là lượng cung không có, và khi đã không còn lượng cung nữa thì nhỏ lẻ đã bán ra, không còn lượng cung nữa thì các tổ chức, các big boy sẽ đánh lên. Đây hôm trước tôi có một phần khoảng 30% là tại nền giá, là vào phiên ngày 30, ngày 3 tháng ngày 30 tháng 3. Đây là thanh khoản cạn kiệt, thanh khoản cạn kiệt và không còn lực cung, và đây là những mua, gọi là mua tại này, và đây là đi mua gia tăng, và một và đây là đi mua hai. Đây là cổ phiếu rất tuyệt vời,
các bạn có thể, đây là cái cách phân tích trong với về chọn điểm mua mà rủi ro thấp nhất. Nếu mà trong mua điểm mua này, nếu mà thị trường xấu thì có thể là cổ phiếu không tăng, có thể quay lại này, thì chúng ta có thể lệnh có thể cắt loại này và tích lũy. Và trường hợp xấu nhất thì cổ phiếu sẽ gãy gãy này, thì chúng ta rủi ro khoảng 3 đến 7%. Nếu mà vi phạm thì ta cắt, còn nếu không vi phạm thì ta giữ. Thì đánh đổi giữa rủi ro 3 đến 7% và lợi nhuận từ 15 đến 20% là 1:3, tỷ lệ 1:3 thì là quá tốt trong vấn đề đầu tư. Đây là điểm mua rất là chuẩn. Tôi phân tích sơ về của cổ phiếu Hòa Phát và các anh chị, các bạn có thể góp ý, cho những góp ý, ý kiến và góp ý và có những đóng góp để chia sẻ để chúng ta cùng có cái quá trình đầu tư sẽ tốt hơn. Và cổ phiếu thứ hai chúng tôi chia sẻ ở đây là cổ phiếu FPT. FPT. Đây, cổ phiếu FPT thì hôm trước chúng tôi cũng chia sẻ điểm mua vào ngày đây là điểm mua vào ngày 5. Là đây điểm, là sau khi cổ phiếu đã có thiên tăng mạnh và tích lũy lại. Và đây là điểm mua hôm trước tôi có mua điểm mua vào ngày ngày 5 là ngày này. Mua tỷ lệ 30% ở tại cái vùng giá tích lũy đã sau viên tăng mạnh và tích lũy lại. Thì vừa rồi thì cổ phiếu FPT có tăng một phiên và sau đó bị nó tích đỉnh, sau đó lại rũ bỏ và test lại, và hôm nay là có phiên tăng mạnh. Thì về cơ bản thì cổ phiếu FPT thì cũng chưa có về lợi nhuận thì cũng chưa có lợi nhuận bao nhiêu. Đây là khoảng 2.7%, nhưng mà trong cái giai đoạn giảm của thị trường thì cổ phiếu vẫn giữ được cái này, giữ được trong làn giá và giữ được là đây gọi là giai đoạn làn giá kênh trên xu hướng lên. Đó, xu hướng là xu hướng lên và nằm ở kênh trên. Những cổ phiếu mạnh là những cổ phiếu đang nằm ở xu hướng lên. Đó, xu hướng lên và kênh trên là tích lũy nằm ở phía trên. Những cổ phiếu này là những cổ phiếu mạnh và đáng để mình tham gia tốt nhất thị trường. Thì sau khi tích lũy trong vùng khoảng hơn một tuần, gần 2 tuần thì có thể là ngày mai FPT có thể là tăng mạnh, có một phiên tăng mạnh. Tích lũy sau phiên tích lũy có thể là một phiên bứt phá lên. Thì đây là cổ phiếu các bạn có thể quan tâm. Khi mà có một phiên tăng mạnh ở đây thì các bạn có thể tham gia một phần vị thế khoảng 30% của vị thế. Đây là cổ phiếu cũng tăng trưởng rất là tốt về công nghệ thông tin. FPT là một trong những công ty hàng đầu về công nghệ thông tin. Và đây là cổ phiếu mà chưa có thể đem lại lợi nhuận tốt như Hòa Phát, nhưng cũng là cổ phiếu khá tiềm năng cho trong thời gian sắp tới. Hay các bạn có thể tham khảo về đồ thị tuần thì cổ phiếu TVT có nhịp tăng rất là tốt. Từ đỉnh trước là khoảng 50, bây giờ là 81, cổ phiếu tăng 30-40%. Rất là tốt. Đây là cổ phiếu các anh chị có thể quan tâm và đầu tư. Và tiếp theo là cổ phiếu Thế Giới Di Động. MVWG. 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 Đây là cổ phiếu bán lẻ và là một trong những cổ phiếu bán lẻ khá tốt. Hôm trước tôi có trong cái video clip trước tôi có chia sẻ vào ngày 5
ngày 5 tháng 4 là phiên này, ngày 5 tháng 4 đây. Ngày 5 tháng 4. Đây là phiên này. Đây phiên này thì cổ phiếu Thế Giới Di Động đã tích lũy trong thời gian khá dài, khoảng gần 2 tuần trong cái này vẫn di chuyển xoay quay trong cái nền giá. Và các anh chị đầu tư thì cũng không bị cắt lỗ trong giai đoạn này. Mua phiên này thì bây giờ cổ phiếu cũng được khoảng lợi nhuận, cũng chưa có lợi nhuận nhiều, chỉ khoảng 2%. Nhưng mà với cái tích lũy cái đánh giá này thì cổ phiếu Thế Giới Di Động trong vài ngày tới sẽ bứt phá. Và đây là cổ phiếu có thể các bạn đáng đầu tư và xem xét trong thời gian tới. Và hôm nay là xuất hiện một cái điểm mua, điểm bứt rác khỏi bứt biển bứt phá khỏi cái nền giá này. Thì hôm nay là chính là điểm mua, và tôi có mua một phần 30% ở cái điểm mua ngày hôm nay. Và đây ngày mai các bạn có thể mua, mở điểm mua cho Thế Giới Di Động MWG cũng đang là tốt, vì độ cổ phiếu chưa có tăng nhiều, chỉ tăng chỉ 1-2%. Và đây là một tích lũy khá dài, vùng tích lũy khá tốt trong thời gian rất là dài. Đó, đây cổ phiếu tích lũy rất là tốt. Khi mà cổ phiếu vượt hẳn cái vùng 140 thì ta có thể tăng thêm vị thế. Đây là cổ phiếu khá tốt trong ngành bán lẻ, cho sự tăng trưởng khá tốt. Đây về cái volume thì đó là kiệt kiệt khối lượng, kiệt nguồn cung. Và đây là những cái điểm test lại, và đây gọi là điểm có thể là mua, mở mua vị thế 30% và cho một hai phiên tới sẽ có điểm tăng red. Và tiếp đến cổ phiếu thứ tư là cổ phiếu STB, xin lỗi, STB. Đây cổ phiếu hôm trước, hôm ngày 5 tháng 4 tôi cũng có cho chia sẻ với các bạn. Thì cổ phiếu này tôi mua ở cái phiên này, phiên bứt phá mạnh, tăng mạnh và khối lượng rất lớn. Đây là những dòng dòng tiền của các tổ chức, các big boy lớn. Chứ nếu mà dòng tiền nhỏ lẻ thì không có cái dòng tiền lớn như vậy. Năm hơn cả năm 50 phiên này là phiên rất là mạnh, khoảng 37.000, gần 40.000 cổ phiếu. Ở đây là phiên Brent bây giờ cái và tôi bán một phần 30% ở phiên này. Bán đi một phần 30%. Thì đã cũng có lợi nhuận khoảng được mua phiên Brent thì trung bình ở đây. Tôi bán ở phiên này, bán một phần 30% thì lợi nhuận khoảng 17%, 17.8%, và còn giữ 40%, 70% trong vùng trong thời gian tới. Thế đây là cổ phiếu cũng đang khá tốt và tích lũy lại trong vùng trong cái phân hộp này. Và cổ phiếu này có thể tăng trong thời đoạn tới. Tại sao các bạn phải giữ cổ phiếu trong giai đoạn này? Tại vì cổ phiếu trong giai đoạn này nếu mà các bạn bán thì khó là mua lại, có thể là rất là khó, thì cổ phiếu có thể không giảm và đi ngang tích lũy và tăng tiếp trong giai đoạn tới. Đây là điểm mua chuẩn. Tại sao đây là điểm mua? Tại vì đây là đã có cái nền tích lũy khá tốt của STB. Đây là phiên rũ bỏ mà nguồn cung cạn kiệt. Sau đó cổ phiếu tích lũy lại và tăng, rũ bỏ, nhưng nhà tôi đầu tư nhỏ lẻ để bám trong khu vực này
và khi đã test cạn nguồn cung thì bắt đầu cổ phiếu sẽ bứt phá. Các bạn sẽ mua ở những cái điểm mua này, thì khi mình được cổ phiếu có thể là không tăng mà rũ lại thì vẫn giữ được đồng nền giá này, thì cái tỷ lệ mà cắt lỗ của bạn chỉ nằm trong khoảng 3 đến 7% là trong khoảng phạm vi cho phép. Nếu trường hợp xấu, cổ phiếu sẽ giảm xuống mất giá nền giá này. Nếu mà cổ phiếu sẽ vi phạm 4 đến 5% ta cắt 50%, và khi mà vi phạm 80% thì ta cắt cắt hoàn toàn, cắt 100% luôn. Đó là nguyên tắc trong cắt lỗ và chốt lời. Nghĩa là các bạn cắt lỗ khi 50%, khi vi phạm 40%, vi phạm 4%, và cắt hoàn toàn khi đã vi phạm 8%. Và trung bình là các bạn có thể là bị cắt lỗ trong vòng khoảng 6 đến 7%, và tỷ lệ chốt lời khi cổ phiếu đạt khoảng 15 đến 25%, và khi tôi chốt lời 30% này ở giá 17 đến 100%, và giữ lại 70% khi cổ phiếu tăng lên tầm 20 đến 25%, ta có thể ta chốt thêm 20% nữa và giữ cổ phiếu khi cổ phiếu có dấu hiệu giảm quay đầu. Đó là cách mà quản trị rủi ro trong trong cổ phiếu, trong danh mục. Thì trong cổ phiếu có sự quản trị là quản trị về rủi ro đi mua, là quản trị rủi ro đi mua, quản trị rủi ro về danh mục, là chúng ta chỉ cần chọn lựa chọn 3 đến 5 cổ phiếu mạnh nhất thị trường trong kênh lên xu hướng, trong xu hướng lên và kênh kênh trend, những cổ phiếu mạnh nhất thị trường trong dòng và trong dòng cổ phiếu đó. Trong ngành ngân hàng thì cổ phiếu ATB là cổ phiếu mà bứt phá mạnh và tăng mạnh trong những cổ phiếu dòng ngân hàng. Đó là cổ phiếu về ATB. Và tiếp đến là cổ phiếu về Techcombank. Đây, tôi xin chia sẻ cổ phiếu của Techcombank. Techcombank thì mình có mua một phần, tôi có mua một phần ở khoảng ngày 30, ngày 1 tháng 4. Đây, ngày 2 tháng 4 ở phiên này. Ngày 2 tháng 4. Và khi cổ phiếu tăng một hai phiên sau thì sẽ có sự rũ bỏ khi thị trường chung. Và hôm nay đây là phiên rũ bỏ khá sâu. Và đây là khi mua đây thì khi mà cổ phiếu bị rũ bỏ đây thì đã là lần về ngưỡng cắt lỗ là khoảng vi phạm là khoảng 5%. 5%. 5%. Và khi vi phạm 5% này tôi có cả bán qua một phần là khoảng 30% cổ phiếu và giữ lại 70%. Và hôm nay là phiên phục hồi lại thì cổ phiếu Techcombank có khả năng là test lại 3 đến 5 phiên ở đây, và khi có một phiên breakout tăng mạnh thì cổ phiếu sẽ khi tích lũy lại đây. Sau đó có phiên tăng. Rồi. Đây, rồi. Đây là xóa xóa cái phần này. Đây. Cổ phiếu sẽ tích lũy cân bằng lại đây, tại đây và có những phiên breakout này. Thì hiện giờ vẫn còn giữ 70% cổ phiếu. Vì có vi phạm khoảng 40%, nhưng trong phiên đã hôm nay đã kéo lên lại thì tôi đã bán ra đi 30% để giảm tỷ trọng. Và nếu mà vi phạm 7-8% thì ta cắt hết. Nhưng hiện giờ đã có sự phục hồi và ta vẫn giữ giữ cổ phiếu để theo dõi trong thời gian tới. Riêng cổ phiếu Techcombank thì cổ phiếu đang âm khoảng hiện giờ đang âm khoảng hơn 1%, đang bị lỗ 1%, chúng ta vẫn giữ cổ phiếu này trong thời gian tới để theo dõi. Nếu cổ phiếu tích lũy và tốt và tăng lại lên thì những cái đi mua sẽ tăng, ta sẽ tăng lại những cái đi mua và để vượt khỏi cái này này nha, này sẽ tăng lại. Đó là những một số cổ phiếu mà tôi chia sẻ với các anh chị, review lại cái video ngày 4 ngày 5 tháng 4.
đó là những cổ phiếu mà các bạn thể quan tâm. Đây là cái video clip video tôi chia sẻ với các bạn. Thì các bạn có những góp ý, những cái chia sẻ, những cái phương pháp nào hay thì chia sẻ giúp các bạn, các đầu tư để có những cái nhìn, góc nhìn tốt hơn những cái trong bước cái mình đầu tư của mình. Và có những góp ý comment, các bạn có những cái chia sẻ những cái cổ phiếu nào cần chia sẻ, cần hỗ trợ thì sẽ comment bên dưới ha. Rất mong các anh chị, chúc các anh chị một ngày tuần tới sẽ có đầu tư hiệu quả và thành công. Xin hẹn lại, xin chào các anh chị, xin hẹn lại các anh chị vào trong các video tiếp sắp đến. Xin cảm ơn, xin chào các bạn. Các anh chị sẽ like và share, chia sẻ những thông tin giúp các nhà đầu tư có góc nhìn tốt hơn trong quá trình đầu tư và hiệu quả. Rồi, xin chào các anh chị, xin chào các bạn.